Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 29. Chương 281. Cổ Vương Ngàn Mắt Ba. Không lâu sau, côn trùng từ bốn phương tám hướng cùng nhau ùa ra. Sau lần bị ba xà vây khốn ở đầm lầy, chúng tôi lại tiếp tục rơi vào nguy hiểm. Sở dĩ năm đó phải liên hợp sức mạnh của ba đạo mới có thể trừ khử cổ thần tông. Không chỉ do lúc đó đạo môn mới xuất hiện, thực lực còn chưa lớn mạnh, ngoài ra còn có lý do liên quan đến trùng cổ. Giống loài trong thiên hạ chỉ cần có cửu khiếu thì đều có thể tu đạo, riêng trùng tộc chỉ có hai khiếu nên không thể tu đạo, chỉ có thể tu ma. Tuy nhiên, chính vì chỉ có hai khiếu mà bọn chúng không biết sợ là gì. Trời sinh miễn nhiễm với những đòn tấn công thuật pháp từ thần niệm. Giải thích cửu khiếu là 9 lỗ của cơ thể con người gồm mắt, lỗ mũi, tai, miệng, niệu đạo, hậu môn. Hết giải thích. Chúng sinh sản rất nhanh, số lượng đông đảo. Nếu đạo môn muốn đối phó với chúng, chỉ có thể dựa pháp trận để diệt trừ chúng. Đây cũng là lý do vì sao năm đó phải tập hợp sức mạnh của tam đạo lại mới có thể hoàn toàn diệt trừ được cổ trùng. Hiện tại, chưa nói đến việc Bách Lý Xuân Thu liệu có thể lấy lại được ma thể hay không, chỉ nhìn đám cổ trùng trước mắt bị ma ý tẩy não này, đã là một tai họa của nhân gian rồi. Cổ nghìn mắt số lượng rất nhiều, một khi chúng nhập thế ắt sẽ là đại họa của nhân gian. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, trước tiên phải tiêu diệt được con cổ vương nghìn mắt này. Tạ Lưu Vân nói xong, liền rút thanh kiếm Thư Hùng Tam Ngũ Trảm Tà trên lưng ra khỏi vỏ và bay lên trời. Hợp hai thành một. Từ sau vụ ở núi Trung Nam, tôi lại được thấy kiếm của hắn làm Lưu Vân kinh sợ một lần nữa, kiếm khí tràn ngập một vùng đất trời nơi đây. Đợi đến lúc hắn gọi thanh Thư Hùng Tam Ngũ Trảm Tà từ trên không trung quay trở về, từng đợt kiếm khí từ trên người hắn tỏa ra khắp mọi nơi. Một lúc sau, trừ những con trùng cổ tương đối lớn, còn lại những con côn trùng nhỏ đều bị kiếm khí của hắn tiêu diệt sạch sẽ, thương vong lên tới hàng triệu. Cổ vương ngàn mắt bị chọc tức, gầm lên một tiếng nặng nề rồi xông về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, những con trùng cổ lớn còn sót lại cũng bắt đầu tiến lên bao vây chúng tôi. Tôi sẽ dùng kiếm khí chấn áp lại vòng vây của bọn chúng, ba người các ngươi tự mình nghĩ cách đi. Tạ Lưu Vân nói, kiếm khí của Tạ Lưu Vân có tác dụng bức xạ trên phạm vi lớn, nhờ có kiếm khí của hắn, chúng tôi sẽ không bị cổ trùng tiếp cận ngay lập tức. Rồng lớn ngạo hàn gầm lên một tiếng, một đợt khí lạnh lại được thổi ra hướng về phía cổ vương và đồng loại của nó phía sau. Đợt khí lạnh này đã dùng hết toàn bộ sức lực của ngạo hàn, trừ cổ vương ngàn mắt tạm thời bị chậm lại nhưng vẫn có thể đi tiếp, còn lại những đồng loại đằng sau nó đều bị đông cứng ngay tại chỗ. Ngay lúc này, canh kiếp kim lôi do Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hồi giáng xuống người bọn chúng, khiến chúng chu lên thống thiết, còn tôi cũng đã bắt đầu. Thi triển thất sát kiếm từ lúc Tạ Lưu Vân bắt đầu hành động, đến lúc cổ vương ngàn mắt thoát ra khỏi trận và chỉ còn cách chúng tôi 20 trượng. Kiếm thứ 7 vung ra, một vùng kiếm khí cuồn cuộn hướng về cổ vương ngàn mắt và đội vệ binh phía sau nó. Dù da thịt cổ vương ngàn mắt dày đến mấy cũng không thể chịu được đòn tấn công từ làn khí lạnh tiên thiên quý thủy của ngạo hàn. Canh kim lôi kiếp của Mộ Dung Nguyên Duệ và vùng kiếm khí của tôi. Ba đòn tấn công này không hề yếu hơn đòn tấn công mà nửa bước thiên tôn liên thủ. Cuối cùng tôi dùng kiếm vấn thiên để mở ra kiếm ý của huyền quan, chặn lại và chém nó ra thành hai khúc. Còn giết trăm chân, chết mà không ngã, cổ vương ngàn mắt sau khi bị chém làm đôi vẫn tiếp tục bò về phía chúng tôi. Tôi lại rút kiếm ra, lần này kiếm chém thẳng từ trên xuống. Sau mấy nhát kiếm liên tục cổ vương ngàn mắt đã bị chém thành mấy khúc. Coi như đã dập tắt cơ hội sống của nó. Thân thể của cổ vương ngàn mắt đã chết, nguyên thần của nó liền hóa thành một làn khói đen, chạy trốn về phía vực sâu huyết luyện. Lúc này, Tạ Lưu Vân đột nhiên triệu hồi toàn bộ kiếm khí bao phủ trời đất, tay cầm thanh Hùng Thư Tam Ngũ Trảm Tà chém về phía nguyên thần của cổ vương ngàn mắt xuyên qua không trung. Trong tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa trời đất, làn gió đen do nguyên thần của cổ vương hóa thành, đã bị kiếm khí đánh cho tiêu tan theo gió, hoàn toàn biến mất. Cổ vương ngàn mắt vừa chết, cổ trùng ở khắp nơi liền bắt đầu bỏ chạy tán loạn,
bốn người chúng tôi cuối cùng cũng từ bỏ việc đuổi giết sau khi đã giết được vô số con. Tuy rằng chưa thể trừ khử hết bọn chúng, nhưng nếu cổ vương ngàn mắt đã chết, bọn chúng có muốn tập hợp thành sát trận đại quân cũng là chuyện khó hơn lên trời. Trong 72 đỉnh núi, chúng tôi cũng coi như là đã diệt được cổ vương ngàn mắt của một núi rồi. Nếu như tam đạo hợp nhất, đâu có tai họa như thế này. Tạ Lưu Vân cảm thán nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc người như những quân cờ trên bàn, chỉ có thể mặc cho ông trời thao túng. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ liên thủ để ứng phó với đại họa, chờ đến khi đại họa kết thúc, cũng chính là lúc cuộc chiến phong thần xảy ra lần nữa. Hoàn lạc thú, ly biệt khổ, thử trung canh hữu si nhân nữ. Đây là mượn lời bài thơ Mộ Ngư Nhi, Nhạn Khâu, tạm dịch, niềm vui thú khi hoan lạc, nỗi khổ lúc chia lìa, chung quy đều chỉ vì có tình si như người nam si tình kẻ nữ. Tôi quay lại nhìn Mộ Dung, thì phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi. Cô ấy chân thành với tôi cũng chẳng phải là khúc gỗ, sao có thể không cảm nhận được. Huống hồ cô ấy còn mang dáng dấp của cô xạ tiên nhân, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thích cô ấy. Chỉ tiếc là quan điểm của chúng tôi không giống nhau, cho dù không vì thủy hỏa, tương lai cũng sẽ mừng hụt, thật sự đáng buồn. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 282, Huyết Luyện Thâm Uyên 1. Sau khi đỉnh núi thứ ba trong thất thập nhị đỉnh của núi Không Minh bị bốn người chúng tôi liên thủ càn quét tứ phương, chúng tôi không vội vàng xông thẳng về phía trước mà ngồi xuống điều chỉnh khí tức một lát mới tiếp tục khởi hành. Qua một hồi hợp lực hỗ trợ lẫn nhau vừa rồi, khiến trong lòng mỗi người chúng tôi đều có cảm xúc bùi ngùi. Năm ấy vào lúc tam đạo đứng trên cùng một chiến tuyến nhằm mục đích tiêu diệt Bách Lý Xuân Thu, chính là ba người Ma Đạo Tổ Sư, Đạo Đức Thiên Tôn và Ngọc Hoàng liên thủ chiến đấu, tương tự như chúng tôi ngày hôm nay. So với năm ấy, chỉ thêm một tên Băng Long Ngạo Hàn lại vừa hay bù đắp vào khuyết điểm về thực lực của tam đạo chúng tôi. Nhớ tới Ngạo Hàn, lòng tôi quả thật cảm thấy phức tạp khó diễn tả thành lời. Qua hai lần chiến đấu tôi đã nhìn ra tiềm lực vô hạn trên người hắn. Tiên đạo có hắn bên cạnh tương trợ, vào thời đại mặt pháp nếu ma đạo chúng tôi muốn quật khởi thành công, cho dù nhân đạo không ra tay cản trở, thì chúng tôi cũng chẳng phải là đối thủ của tiên đạo. Đây không chỉ là nỗi lo âu của mình tôi, Tạ Lưu Vân nào có thể kê gối cao ngủ yên được. Sự tồn tại của ma đạo hiện giờ khá yếu, cho dù bùng nổ cuộc chiến phong thần lần thứ hai, cũng chưa chắc lấy ma đạo làm trọng tâm. Trong mắt nhân đạo, tiên đạo đã bá chiếm thiên đình suốt 3.000 năm nay, phong khởi luân lưu chuyển, đã đến lúc nhân đạo được lên nắm quyền hành rồi. Giải thích, phong khởi luân lưu chuyển ý là vận may không thể nào mãi mãi chỉ thuộc về một người, cuộc đời có lúc lên lúc xuống tương tự vật đổi sao rời. Hết giải thích. 3.000 năm mặt pháp, nhân đạo đã bành trướng thế lực ra vô số đạo lưu, tất cả đều vì gia tăng vận mệnh để trong tương lai có thể tranh đoạt thiên đình về tay mình. Còn về ma đạo, sợ rằng sớm đã không còn được bọn người này đặt vào mắt rồi. Cái gọi là đàn áp và ánh nhìn thù địch đối với ma đạo, chủ yếu có liên quan đến ân oán thù hằn năm xưa. Trận chiến phong thần năm đó, số đệ tử hai đạo tiên nhân chết trong tay ma đạo nhiều không đếm xuể, không đề cập tới chuyện khác. Ba đệ tử nhân đạo của đạo tổ Đạo Đức Thiên Tôn, toàn bộ đều do chính tay người của ma đạo giết chết. Mà nay thân thể ma đạo tổ sư đã hóa thành hư vô, cả phá quân và tham lang năm đó cũng theo ông ta tan biến trở về cát bụi rồi. Mối thù oán sâu nặng này không biết nên bắt đầu từ ai đây. Còn về sát phá lang đời này liệu có khả năng phá giải mệnh bản vốn đã là một ván cờ chết, e rằng ngay cả bản thân họ cũng không tin. Sát phá lang trước đây cường đại có thể tam phương tứ chính, đó là bởi vì thời đại hỗn loạn đạo pháp vẫn chưa hưng thịnh, mà bây giờ, trải qua tẩy lễ từ trận chiến phong thần, tiên nhân hai đạo mỗi bên đều sở hữu số lượng lớn thiên tôn nhằm bảo vệ thế lực, nhưng ma đạo lại gần, như toàn quân đều bị tiêu diệt, vốn dĩ vẫn còn có ba vị thiên tôn chống đỡ, nhưng vì phá quân gặp phải kiếp nạn ở đàm Cửu Long mà liên lụy đến Lưu Phong bị kéo vào vũng nước đục. Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ xong, chúng tôi lần nữa xuất phát.
núi không minh tuy rộng mênh mông vô tận, mà chúng ta đã náo loạn ầm ĩ tạo ra động tĩnh lớn đến vậy. Theo lý mà nói giờ đây các thủ lĩnh khác đã cảm nhận được rồi chứ, tại sao một chút phản ứng cũng không có? Tôi hỏi. Bách Lý Xuân Thu không xuất hiện, Thất Thập Nhị Đỉnh mỗi bên đều tự mình chiến đấu. Chỉ cần chúng ta không làm phiền đến địa bàn các thủ lĩnh khác, bọn họ sẽ không ra mặt thay Thiên Mục Cổ Vương đâu, họ sẽ chỉ cười trên nỗi đau của kẻ khác thôi. Kẻ mà chúng ta cần lưu ý là Tế Tư đến từ vực sâu huyết luyện, bọn họ nhất định sẽ tới điều tra chân tướng. Tạ Lưu Vân nói, Tế Tư, ý của ngươi là trong vực sâu huyết luyện vẫn còn tồn tại người của Cổ Thần Tông hả? Ừ, năm đó Bách Lý Xuân Thu tuy đã chết mất xác rồi, nhưng đệ tử Cổ Thần Tông trong vực sâu huyết luyện vốn không hề bị tiêu diệt toàn bộ, đều chạy trốn vào trong vực sâu huyết luyện. Mà nghe nói vực sâu huyết luyện đó có thể thông với căn nguyên ma ý của Thập Vạn Đại Sơn, chính là nguyên nhân dù đạo tổ Tam Đạo Liên Minh, tại thời điểm đó cũng không nguyện ý đích thân mạo hiểm. Tạ Lưu Vân nói, tương truyền sau khi tên đại ma đầu tội ác tày trời đó bị thiên đạo truy sát từ hư không vô tận xuống đến nhân gian rồi đánh chết, đã lấy thân mình hóa thành Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương, trái tim bị chôn sâu dưới lòng đất, ma ý trong Thập Vạn Đại Sơn đều từ trái tim hắn chảy ra ngoài. Ma đầu đã chiến đấu tranh đoạt với thiên đạo, kể cả là thiên tôn cũng không có gan tùy tiện động chạm đến cấm địa thuộc về riêng hắn. May mắn là lúc tên đại ma đầu tội ác tày trời đó chết thì ý chí cũng đã tiêu tán hết thảy, chỉ còn sót lại ma ý cuồn cuộn quái dị. Bằng không giả sử như để hắn có cơ hội thức tỉnh, dưới thiên đạo sẽ không một ai đủ khả năng thu phục hắn, đó mới là kiếp nạn diệt thế thật sự. Tạ Lưu Vân nói, với năng lực toàn diện của thiên đạo thật sự không thể tiêu diệt được ma ý của Thập Vạn Đại Sơn hay sao? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 283 Huyết Luyện Thâm Uyên 2. Thiên đạo bất nhân, xem vạn vật như súc vật. Thập Vạn Đại Sơn vốn dĩ do thiên đạo cố ý giữ lại hỏng dáng tai kiếp làm khó nhân loại, vừa hay khiến con người kính sợ sự tồn tại của hắn. Tôi nói, quả không hổ là ma đạo tổ sư, lời gì cũng dám nói hết. Tạ Lưu Vân trầm lặng nhìn tôi một cái nói. Tôi chỉ cười nhẹ không tiếp tục nhiều lời. Ma đạo tổ sư năm đó đã nói chúng sinh bình đẳng, chính là tính cả thiên đạo vào trong đó. Nhân gian có khu vực cấm kỵ như Thập Vạn Đại Sơn, tại âm ti có huyết hải phù đổ, thiên giới lại có chư thần hoàng hôn. Những gì gọi là đại nạn tam giới, chính do ba nơi này dẫn phát mà thành. Chỉ là nói một cách tương đối thì, Thập Vạn Đại Sơn của nhân gian là đại nạn khó lòng vượt qua nhất. Bởi vì nhân loại quá yếu đuối, mà nhân tâm đã thay đổi không còn kính ngưỡng trời đất, tất nhiên sẽ phải gánh chịu nhiều hình phạt từ thiên đạo nhất. Thiên giới và âm ti sớm đã bị thiên đạo nắm trong lòng bàn tay, riêng mỗi nhân tâm thiên đạo lại không cách nào khống chế được. Đã là khởi nguồn của ma ý tồn tại trong Thập Vạn Đại Sơn, vì sao từ hỗn loạn đến mạt pháp chỉ xuất hiện một cổ ma chứ? Mộ Dung Nguyên Duệ lại đặt câu hỏi. Mê hoặc nhân tâm, trừ cổ ra, có tà ma nào cả gan trực tiếp hấp thụ ma ý từ trái tim của đại ma đầu lợi hại đó chứ? Vì thế, tuy trong Thập Vạn Đại Thần có rất nhiều tà ma, cũng chỉ có cổ ma Bách Lý Xuân Thu mới dám điều khiển cổ trùng thoải mái hấp thụ ma ý từ chính khởi nguồn của ma ý mà thôi. Cuối cùng thành công ngưng tụ được ma thể dài trăm trượng. Tạ Lưu Vân nói, núi không minh không thể phân biệt được ngày hay đêm, bước từng bước thận trọng dè dặt ước chừng khoảng nửa ngày, tôi nhìn thấy trong đám sương mù dày đặc phía trước xuất hiện huyết khí mù mịt, tà ác ghê tởm. Trước mặt chính là vực sâu huyết luyện, nơi này ngũ hành rối loạn, mọi pháp thuật thần thông đều không cách nào phát huy, Mộ Dung tiên tử tốt nhất vẫn nên đứng đợi ở chỗ này thì hơn. Tạ Lưu Vân nói, trong bốn người chúng tôi, chỉ có Mộ Dung Nguyên Duệ tu hành pháp thuật thần thông, kiếm khí của tôi và Tạ Lưu Vân không nhập ngũ hành. Băng Long Ngạo Hàn thì sở hữu huyết mạch băng long, cho dù không sử dụng tiên thiên quý thủy, vẫn còn long thể mang sức mạnh kinh người, ta vẫn sẽ đi cùng các người. Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh nói, cô ấy là con gái,
ở đây lại chỉ có một mảnh tối đen u ám, không biết chừng còn ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, hơn phân nửa đều là mấy động vật bò sát như trùng rắn rết. Đừng nói là cô ấy, cho dù bảo tôi ở lại đây thì tôi cũng không có lá gan đó. Cũng được, cứ để Tạ Lan trông chừng cô, kiếm của hắn nhanh. Không cần đâu, ta đi cùng Ngạo Hàn được rồi. Nhắc đến tôi, ngữ khí của Mộ Dung Nguyên Duệ ngay lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Càng tiến về phía trước, huyết khí lại ngày một nồng đậm hơn, ngột ngạt đến mức khiến ngũ cảm lục thức của người ta khó mà bình ổn. Hiệu quả của Tuyết Phách Thanh Linh Đan chỉ có giải độc, mà trong đám huyết khí này bao hàm sức mạnh ý chí của cổ ma, có thể ngay lập tức mê hoặc nhân tâm. Cứ đi mãi, bỗng nhiên đằng trước xuất hiện một ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ yếu ớt lấp lóe chiếu đến chỗ chúng tôi, không ngừng tản ra thần niệm. Đợi nó đến càng lúc càng gần, tôi mới nhìn rõ thứ ánh sáng đỏ kia vậy mà lại tỏa ra từ một huyết nhãn tà ác ghê sợ. Mà ngay khi chúng tôi nhìn thấy huyết nhãn khổng lồ kia, trong con người sắc bén của nó đã chiếu rọi bóng hình của bốn người chúng tôi. Chính tại thời khắc đó, thanh thư kiếm trắng tuyền như ngọc vác trên lưng Tạ Lưu Vân bay vút lên cao, đâm thẳng tới huyết nhãn kia. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, huyết nhãn nổ nát tan. Thư kiếm xoay một vòng bay về, Tạ Lưu Vân kéo một mảnh vải đạo bào để lau chùi. Thế mà vết máu trên thân kiếm trắng tuyền như ngọc lại không thể lau sạch được. Tạ Lưu Vân thở dài một hơi vô cùng tiếc nuối nói, huyết nhãn kia là nhãn tuyến cổ thần tông tôn thờ, bắt buộc phải loại bỏ. Giải thích nhãn tuyến ý chỉ cơ sở ngầm, hết giải thích. Hắn vừa mới dứt lời, đám xương dày đặc phía trước lại lần lượt lấp ló vô số huyết nhãn. Tạ Lan, mau ra tay, đừng dùng kiếm khí. Không dùng kiếm khí, vậy chỉ có thể dựa vào kiếm ý của võ đạo. Ngay tức thì tôi triển khai bộ kiếm xuyên hoa hồ điệp do Đường Nhân Lý Hạo sáng tạo ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp để hành động xuất ra chiêu kiếm. Nháy mắt phá nát hết toàn bộ huyết nhãn cùng tu luyện với A Lê, không những giúp tốc độ kiếm pháp của tôi nâng cao. Thân pháp cũng đồng thời đạt đến thăng cấp vượt trội, kiếm xuất tùy tâm, thân thể theo ý muốn mà hành động. Lúc lùi lại về phía sau, tôi cũng học theo Tạ Lưu Vân lau chùi thân kiếm. Máu tanh trên kiếm vấn thiên càng nhiều hơn, rồi cũng bắt chước hắn thở dài. Trên thanh thư kiếm của ta có bùa chú minh văn, chạm khắc trận pháp, bị huyết khí vấy bẩn mới xót xa. Kiếm của ngươi vốn là sát kiếm, làm gì phải than thở thế hà? Tạ Lưu Vân tức tối nói, kiếm này là của người khác tặng cho tôi, nếu tôi không chăm sóc nó cẩn thận, thật hổ thẹn với ân tình tặng kiếm. Nói xong, tôi mới ý thức được trong lời nói có phần hơi xem thường Mộ Dung Nguyên Duệ. Với hoàn cảnh và lập trường của hai người chúng tôi hiện nay, mấy lời này vốn không nên nói ra khỏi miệng. Ồ, ai tặng kiếm cho ngươi thế? Tạ Lưu Vân còn chê sự tình không đủ náo nhiệt, cố ý biết rõ mà gặng hỏi. Thử tâm hiệu khiết như minh nguyệt, thiên nhai hà sứ bất cô lôn lôn. Nghĩa là, tâm này trong sáng như ánh trăng, khắp thế gian nơi nào cũng có thể là côn lôn, trích theo lời dịch của chú ngư. Kiếm này, do chính tay vị tiên tử côn lôn nào đó ban tặng đấy. Một câu này của tôi nhưng mang hai ý, vừa đáp lại nghi vấn của hắn vừa đâm vào chỗ đau trong lòng hắn. Một đám vô liêm sỉ, Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lẽo mắng mỏ. Tiêu diệt huyết nhãn xong xuôi, chúng tôi lại đợi thêm một lát, đến khi không còn huyết nhãn xuất hiện, mới tiếp tục lên đường. Đi được khoảng chừng 30 trượng, chúng tôi đến giáp danh giới vực sâu huyết luyện, đứng trên vách đá nhìn xuống mà thở dài. Chỉ ngửi thấy mùi hôi thối của khí tức tà ác ô uế ở bên dưới vực sâu không thấy đáy khiến tâm can như bị kiến gặm nhấm ăn mòn, đầu óc đau nhói buồn nôn dị thường. Tôi chỉ mới nhìn một chút, liền vội vã chuyển tầm mắt sang hướng khác. Trong bốn người chúng tôi riêng mỗi đạo tâm của Tạ Lưu Vân kiên định, hắn trầm mặc quan sát một hồi lâu mới rời khỏi vách núi. Đi thôi, Tạ Lưu Vân nói. Vậy là xong chuyện rồi hả? Tôi thắc mắc hỏi. Chậm nhất là 3 tháng, Bách Lý Xuân Thu sẽ có thể tái kết ma thể. Quay về chuẩn bị chiến đấu thôi, lần này nhân đạo bọn ta đã quy tụ được 3 vạn đạo binh. Tiên đạo có 3 vạn, Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Dã tiên cũng có 3 vạn, Ngạo Hàn nói. 3.000, tôi chần chừ nói. Ừ, ta biết ma đạo suy yếu,
cũng không yêu cầu người phải phái ra bao nhiêu người. Chẳng qua ta có một điều kiện, cuộc chiến này người bắt buộc phải để Ale ra trận. Tại sao chứ? Bởi vì phong hậu kẻ đứng đầu trong thất thập nhị đỉnh cổ vương sở hữu năng lực phi thiên độn địa. Ngoài mũi tên của Ale, ta không nghĩ ra ai có thể khóa chặt khí tức của ả. Tạ Lưu Vân nói, tôi từ biệt ba người bọn họ ở ranh giới Nam Cương, rồi ngự kiếm bay thẳng về Hàn Hoang. Vừa mới đặt chân đến thành Thanh Khâu, liền cảm nhận được quân uy dữ dội xung thiên trong thành, sát khí xông thẳng lên cao. Nhìn thấy điều này, không cần đoán tôi cũng biết rõ là do Thủy Họa đã từ âm ti quay về rồi. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 284, Tiểu Biệt Tân Hôn 1. Chiêm ngưỡng quân uy dạo dực hùng tráng của Thủy Họa, lòng tôi vui mừng hớn hở. Thủy Họa đứng trang nghiêm trên sa trường luyện binh, thấy tôi bước vào, ngước đầu nhìn tôi một chút rồi tiếp tục thao luyện quân trận. Người cô ấy so với trước đây thì thần niệm càng thêm tráng lệ lộng lẫy, quân uy ngày một hưng thịnh huy hoàng rồi. Tôi không làm phiền cô ấy, chạy thẳng đến chỗ Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương hiện không ở đình nghị sự của thành Thanh Khâu, tìm người hỏi thăm mới biết cô ấy đang ngộ đạo ở trên đỉnh núi Thanh Khâu. Đỉnh núi Thanh Khâu, Khương Tuyết Dương mở rộng vòng tay, có gió từ tứ phía tập trung hết lên người cô ấy, đám mây trên bầu trời biến hóa khôn lường. Cô ấy đứng giữa trung tâm ngọn gió, ánh mắt trống rỗng mơ hồ. Có thể thấy, hiện giờ cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ pháp thuật thần thông của toàn chân giáo, và đã có được đạo của riêng mình. Hộ pháp thiên tôn tham lang của ma đạo năm đó không chỉ nổi danh bởi đầu óc chiến lược bảy mưu tính kế. Riêng bản thân ngài ấy đã là một vị thiên tôn anh dũng có sức mạnh đối địch với Bách Vạn Sư. Mất một lúc lâu, Khương Tuyết Dương mới từ trong tu hành dần dần bừng tỉnh, quay người sang phía tôi mỉm cười hỏi, Tạ Lan, cậu quay về bao lâu rồi? Vừa mới về thôi. Ừ, chuyến đi này thế nào? Tôi kể hết những gì mình đã chứng kiến ở núi Không Minh cho Khương Tuyết Dương nghe qua một lượt, sau đó nhắc tới đề nghị của Tạ Lưu Vân. Ma đạo thế lực suy yếu, ngày này binh sĩ dùng được ở thành Thanh Khâu vốn không nhiều, đủ tư cách tham gia cuộc chiến ở núi Không Minh nhiều nhất cũng chỉ 5.000. Có thể phái ra 3.000 quân đã chạm đến giới hạn của chúng ta rồi. Khương Tuyết Dương nói, phần thắng trong trận chiến núi Không Minh ra sao? Tôi hỏi, lần này tứ phương tập hợp xấp xỉ 10 vạn đại quân phát binh đánh núi Không Minh. Bách Lý Xuân Thu muốn ngưng kết ma thể nhất định khó mà được như ý nguyện. Chỉ là tôi không ngờ tới Tạ Lưu Vân lại có quyết định dứt khoát đến vậy. Tôi còn tưởng nhân đạo nhiều nhất chỉ phái ra 1 vạn đạo binh. Lần này bọn họ gióng trống khua chiêng còn không phải vì muốn tạo danh tiếng sao? Đại nạn sắp đến gần, chính là thời cơ tốt nhất chiếm được lòng dân trong thiên hạ. Tôi nói, đúng là như vậy. Vì thế ma đạo chúng ta tuy rằng chỉ phái được ít quân, nhưng trận chiến này nhất định phải thành công đánh bóng tên tuổi của chính mình. Để cho những người âm vẫn chần chừ do dự ở nhân gian thấy rõ, ma đạo rốt cuộc đủ thực lực quật khởi lần nữa hay không? Khương Tuyết Dương nói, thời cuộc hiện giờ biến hóa khó lường. Nếu như ma đạo phô trương thanh thế, có vướng phải sự kiêng dè của tiên nhân hai đạo không? Tôi hỏi, không đâu, thiên đạo hảo luân hồi. Những gì thuộc về thời đại huy hoàng của ma đạo đã trôi qua từ lâu. Đợi đại nạn kết thúc, vai chính trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi cũng tuyệt đối không phải ma đạo chúng ta đâu. Tiên đạo đã bá chiếm thiên đỉnh xuyên suốt 3.000 năm, trong mắt người của nhân đạo đương nhiên cũng nhận định rằng nên đến lượt họ lên thượng vị rồi. Giải thích, thiên đạo hảo luân hồi nghĩa là làm việc thiện sẽ được thiện báo. Hết giải thích. Có giá tiên tương trợ, nhân đạo muốn áp chế tiên đạo trong thời đại mạt pháp sợ rằng không hề dễ dàng đâu. Tôi nói, Tạ Lưu Vân tự có tính toán riêng của hắn, cứ chờ xem đã. Bách Lý Xuân Thu là trận đại nạn khủng khiếp nhất của thời đại mạt pháp. Sau khi cuộc chiến núi Không Minh chấm dứt, nếu như nhân gian vẫn duy trì tình trạng như cũ, nhân đạo và tiên đạo ắt phải bắt đầu tranh giành vận mệnh. Giá tiên nếu đã dám bắt tay với tiên đạo nhằm đối phó nhân đạo, Tạ Lưu Vân chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta bàn bạc việc hợp tác. Nếu không như thế,
lúc ở núi Trung Nam hắn cũng sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi vậy đâu. Quả thực như vậy, mới đầu ở Hồ Ngưỡng Thiên núi Trung Nam đúng là thời cơ tốt nhất diệt trừ ma đạo. Nếu như không phải Tạ Lưu Vân tha cho một con đường sống, cho dù ma đạo có thể kiên trì thêm vài ngày nữa, cuối cùng vẫn sẽ bị đạo môn và người của đảo Bồng Lai liên thủ tiêu diệt mà thôi. Ý của cô là, đến lúc đó ma đạo chúng ta sẽ liên minh với nhân đạo để đối phó tiên đạo sao? Ma đạo thế lực suy yếu, ngày trước tuyệt nhiên không thể khinh địch khai chiến với tiên đạo, chúng ta chỉ đánh với mỗi mình Dạ Tiên. Thậm chí dù Tạ Lưu Vân không muốn kết đồng minh với chúng ta cũng phải tiêu diệt Dạ Tiên quan ngoại. Cậu nhìn dân sinh ở quan ngoại hiện giờ xem, Dạ Tiên vốn đã trở thành một trong những đại nạn của nhân tộc rồi đấy. Từ sau khi nữ oa tái xuất tiếp quản yêu tộc, vận mệnh Dạ Tiên ở quan ngoại đã vượt xa nhân tộc ở quan ngoại. Sơn tinh lý quái không phục giáo hóa, nhập thế xong liền gây họa khắp nơi khiến dân sinh than oán dâng thấu tận trời. Giết người hút máu, cưỡng đoạt vợ con, bách tính quan ngoại chịu khuất phục trước ách đồ hộ lạm quyền của Dạ Tiên, khốn khổ cầu xin được sống. Cầm thú đắc đạo, tất nhiên nhân loại sẽ trở thành nô lệ của bọn chúng. Tôi quả thực nghĩ không thông, tiên đạo vì sao lại để nữ oan thăng chức lần nữa? Lẽ nào chỉ đơn giản vì muốn liên minh với Dạ Tiên đối địch với nhân đạo thôi sao? Tôi hỏi. Không, cậu nghĩ sai rồi. Nữ oan lần này ra mặt tuyệt đối không phải chủ ý của Ngọc Hoàng, ắt hẳn đã nhận được gợi ý của thiên đạo đó. Khương Tuyết Dương nói, nữ oa trước giờ đều chẳng phải vì thiện thần gì cả, ngày ấy còn lấy lý do trụ vương bất kính với bà ta. Gọi ra chiêu yêu phiên đảo loạn giang sơn nhà Thương, trận nội chiến quy mô lớn đầu tiên của nhân tộc vào thời đại mạt Pháp đều do nữ oa một tay tạo ra. Giải thích chiêu yêu phiên là báu vật của nữ oa, có thể hiệu lệnh yêu tộc trong thiên hạ, xuất hiện đầu tiên trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa. Hết giải thích. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 285, Tiểu Biệt Tân Hôn 2. Lần này bà ta quay về nắm quyền quản lý yêu tộc cũng không phải vì đến tranh giành vận mệnh với tam đạo, bản chất vẫn mang mục đích gây tai họa cho người dân. Thiên đạo bất nhân, xem vạn vật không khác gì rơm rạ súc vật. Vào thời đại mạt Pháp vạn tộc tranh bá đoạt quyền, gây họa cho bá tánh vốn không cần nữ oa động tay động chân. Mà ngày này nhân tộc đang phát triển toàn diện trong thời kỳ Hoàng Kim, thiên đạo mới mượn tay nữ oa giáng tai ương xuống nhân tộc. Mà ý của Thập Vạn Đại Sơn, từ xưa đã có. Mà nữ oa giáng thế, lại bởi vì thiên đạo chỉ đường dẫn lối. Còn về bản thân thiên đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không đích thân gieo mầm mống tai họa đâu. Thì ra là thế, vậy nếu chúng ta quyết định diệt trừ Dạ Tiên, không phải sẽ làm trái ý thiên đạo sao hả? Tôi lại hỏi, chính là như vậy, nên bất luận Dạ Tiên gây ra sóng gió gì, tiên đạo và nhân đạo đều sẽ nhắm mắt làm ngơ, bọn họ kiêng kỵ thiên đạo. Nhưng mà ma đạo chúng ta lại không thể ngồi yên không lo, Dạ Tiên thống trị quan ngoại, vừa hay chặn đứng nguồn mệnh mạch thông đến nhân gian của cổ địa Hàn Hoang. Khương Tuyết Dương nói, chúng tôi khai chiến với Dạ Tiên, vừa thành công chinh phục lòng dân ở quan ngoại, vừa hoàn hảo đã thông đường thông đạo nhập thế. Quả thực một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ là trước khi trận chiến núi Không Minh kết thúc, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để khai chiến với Dạ Tiên. Tiếp sau đó, tôi hỏi tới Thủy Họa. Khương Tuyết Dương nói lần này Thủy Họa đến âm ti đã gặt hái được thành tựu to lớn. Thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết 9981 đao toàn bộ đều đã nắm vững trong lòng bàn tay, thực lực cũng ra. Tăng đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Tuy nhiên hiện giờ vẫn không cách nào phát huy hết toàn bộ sức mạnh của đao pháp, chẳng qua lúc tái đấu với Tạ Lưu Vân cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong nữa. Vừa nhắc đến Thủy Họa, thì Thủy Họa đã xuất hiện trên đỉnh núi. Vợ chồng son hai cô cậu tiểu biệt thắng tân hôn, tôi đây không tiếp tục làm phiền nữa. Khương Tuyết Dương nói xong, phi thân bay xuống núi Thanh Khâu. Giải thích tiểu biệt thắng tân hôn là ý nói vợ chồng vì công tác hoặc có chút chuyện nên xa cách trong thời gian dài nay gặp lại nhau khiến tình cảm thêm ngọt ngào như vừa mới kết hôn. Hết giải thích, Thủy Họa lần này quay về từ âm ti,
khí thế thần niệm cường thịnh vượt trội, dường như không hề thua kém Tạ Lưu Vân. Cô ấy vẫn đang diện bộ áo giáp đen huyền do hổ tộc Thanh Khâu thiết kế riêng cho cô ấy, quân uy nghiêm nghị. Tay cầm thanh lưỡng đoạn đao bóng loáng sắc bén do Bạch Hà Sầu đã chế tạo mô phỏng cho cô ấy, sát khí mạnh mẽ bức người. Lâu rồi không gặp nhau, nhưng tôi không thấy có chút biểu hiện nhớ mong nào trên khuôn mặt cô ấy, thậm chí tôi tinh tế cảm nhận được cô ấy còn mang vài phần lạnh nhạt. Thủy Hỏa tôi đi qua, nhẹ nhàng gọi tên cô ấy. Cô ấy không thèm trả lời tôi, lúc tôi thử ôm lấy cô ấy lại bị cô ấy hất tay tránh ra. Em sao vậy? Tôi cảm thấy rất bối rối, không hiểu vì sao cô ấy lại đột nhiên tỏ vẻ xa cách với tôi như thế. Tạ Lan, từ nay về sau, em và anh đoạt tuyệt tình nghĩa vợ chồng. Kể từ giờ phút này, anh chỉ là ma đạo tổ sư, còn em chỉ là một chiến tướng nằm dưới trướng của anh mà thôi. Em đến đây chính vì muốn nói rõ ràng chuyện này với anh. Thủy Hỏa lạnh lùng nói. Tại sao chứ? Tôi ngỡ ngàng hỏi. Sông Vong Xuyên không chỉ có lưu lại đao ý của Phá Quân, còn một đoạn ký ức mà đã thất lạc từ lâu. Cô ấy chém một đao chặt đứt sông Vong Xuyên không chỉ vì báo thù cho ma đạo tổ sư, còn là vì cắt đứt sợi tơ tình giữa cô ấy và ma đạo tổ sư. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Tại sao em phải chịu ảnh hưởng vì hồi ức của Phá Quân chứ hả? Tôi hỏi. Vốn dĩ em cũng nghĩ như thế, đáng tiếc em đã gặp Phật gia ở sông Vong Xuyên. Cô ấy đã nói gì với em hả? Tôi liền biết cô ấy đang ghen rồi. Cô ấy nhắc tới nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ma đạo tổ sư. Ma đạo tổ sư năm đó chính là vì cô ấy mới xuống âm ti, rơi vào thảm cảnh trên vực trà hồn. Kiếp này cô ấy nhập thế luân hồi, hoàn toàn là vì bồi đắp lại món nợ nhân quả cho ma đạo tổ sư. Anh lại không phải là ma đạo tổ sư, chuyện của bọn họ có liên quan gì đến anh chứ? Ha ha, cô ấy còn nói cho em biết trong lòng anh sẽ vĩnh viễn nhớ mong một cô gái tên là Uy Nhuy. Thủy Hỏa cười lạnh nói, sao hả, có phải đã không còn lời nào để nói rồi không? Thủy Hỏa, anh cảm thấy có một chuyện có lẽ vì thời gian quá lâu, nên em không còn nhớ. Rõ nữa, tôi nói, chuyện gì? Thủy Hỏa cau mày nghi hoặc hỏi. Có phải em đã quên chúng ta đã kết hôn rồi không? Nói xong, nhân lúc cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng lại, tôi gấp gáp lao tới ôm chặt cô ấy vào lòng. Thủy Hỏa mới đầu vẫn còn muốn vùng vẫy, đợi đến khi tôi hôn lên môi cô ấy thì cô ấy cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng. Bởi vì nhớ rõ, vậy nên mới sâu sắc thông suốt được ai là người thích hợp nhất với mình. Không thể trao cho em tình đầu, thì những gì anh làm được là dành hết tình cảm thật lòng cho em. Nếu không phải vì yêu Thủy Hỏa, ai sẽ nỡ lòng từ chối đôi huệ nhãn long lanh sáng dạ của Phật gia? Ai sẽ giữ vững tâm trí trước vẻ đẹp dạng người không nhiễm bụi trần của cô dạ tiên tử Mộ Dung Nguyên Duệ chứ? Khi gọi là ái mộ, vốn không phải là nhất kiến trung tình cũng chẳng phải tình đầu ý hợp, mà là sống chết có nhau, không thể tách rời, có cùng chung sự nghiệp và lý tưởng muốn theo đuổi. Nguyện tại Y Nhi Vi Lĩnh, Thừa Hoa Thủ Chi Dư Phương. Nghĩa là nguyện hóa thân thành vạt áo mềm mại của nàng, hưởng thụ hương hoa thơm ngát trên dung nhan. Mà điểm này, sợ rằng đến cả ma đạo tổ sư năm đó cũng chẳng thể giác ngộ ra chân ý, rõ ràng đã ngày đêm kề cận sánh bước bên nhau cùng Phá Quân hộ pháp. Nhưng chỉ đành để mối duyên lỡ giờ tương kính tương thân suốt đời chứ không thể bày tỏ nỗi lòng. Chuyến đi du ngoạn lần này cùng Mộ Dung Nguyên Duệ đến núi Không Minh không vui vẻ sao hả? Một lúc lâu sau, Thủy Hỏa đẩy tôi ra, ánh mắt sáng rực hỏi tôi. Thế nhân đều biết mệnh cách Phá Quân sát phạt quyết đoán, nhưng làm sao có thể nhìn thấy thần thái ghen tuông của Thủy Hỏa? Cô ta đã hợp đạo chiến thần, Thủy Hỏa à, kẻ thù truyền kiếp của em đến rồi đấy. Ngay giây phút chứng kiến Mộ Dung Nguyên Duệ lộ chiêu thức nhất pháp song tương, tôi liền nhận ra cô ta chắc chắn không chỉ đơn giản nhận chiếu cố từ mỗi thần niệm của Cửu Thiên Huyền Nữ. Đạo của chiến thần là một trong những đại đạo hùng mạnh nhất, tuyệt đối không tùy tiện truyền cho bất kỳ ai. Tôi nghi ngờ, chính bản thân Mộ Dung Nguyên Duệ rất có khả năng là Cửu Thiên Huyền Nữ bổn tôn truyền thế. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 286, tình khó kiềm nén một.
Trong trận chiến phong thần, kẻ giết người nhiều nhất là phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo, ngoài cô ấy ra thì chính là chiến thần cửu thiên huyền nữ của tiên đạo. Hai người đều là thống binh đại tướng, tự mình gánh vác quân uy. Kia gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, đệ tử đạo môn chết dưới binh tướng của hai người họ phải lên đến hàng triệu. Trời sinh phẩm chất tốt, cho nên phá quân chủ yếu muốn đền mạng cho những sai lầm giết chóc của bà ấy. Cửu thế luân hồi vẫn chưa thể rửa sạch nghiệp sát thân. Cuối cùng sau khi ma đạo tổ sư hóa hy di, bà ấy đã ra đi cùng ông ta. Còn cửu thiên huyền nữ tuy nằm trong hàng ngũ tiên, thần vị vững chắc, nhưng cũng muốn thanh toán nghiệp giết chóc của bản thân. Dù rằng bà ấy không phải lần đầu tiến vào chiến cứ của nhân gian, lúc hoàng đế và Suy Viu là người sáng tạo huyền thoại về kim loại và vũ khí tác chiến. Bà ấy đã ban tặng cho hoàng đế 3 cuộn binh thư, nhưng không giống như lần này, trong trận chiến phong thần bản tôn bà ấy đã tự mình thống binh. Lãnh đạo đại quân tiên đạo truy sát hàng triệu đệ tử ma đạo, phần sát nghiệp này, chính thiên đạo cũng không cách nào giúp bà ấy ân xá, phải nhập thế luân hồi mới có thể rửa sạch được. Tuy rằng thiên đạo có địa vị siêu nhiên, là kẻ thống trị đất trời, nhưng đất này trời này không phải do hắn tạo ra, không phải tất cả mọi cơ sự đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tỷ như 49 nhánh đại đạo kia đã tồn tại ở thời hồng hoang khai hóa. Uy năng của thiên đạo trong bản tôn của hắn vô cùng mạnh và thần thánh, thuộc về kẻ quản lý thiên địa. Nghe tôi nói Mộ Dung Nguyên Duệ rất có khả năng là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ, Thủy Họa liền khơi dậy chiến ý. Tuy rằng Thủy Họa không phải là phá quân năm đó, nhưng lại lưu giữ ký ức của phá quân, tất nhiên cũng gánh vác túc mệnh của phá quân. Hai người kiếp trước là địch, đời này cũng như thế. Chiến lực của Mộ Dung Nguyên Duệ thế nào? Thủy Họa hỏi tôi. Ở núi Không Minh chỉ để lộ nhất pháp song tương, nhưng theo anh thấy thì dường như cô ấy vẫn chưa thức tỉnh thần thức của cửu thiên huyền nữ đâu. Đa phần vẫn chỉ là tính cách của bản thân Mộ Dung Nguyên Duệ mà thôi. Nếu như thật sự thức tỉnh rồi, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng sẽ không biểu hiện ra tính cách nữ tử phàm tục khi đối mặt với rắn và trùng rồi. Hơn nữa pháp thân ly hỏa kia của cô ấy càng không thể dễ dàng bị ba xà phá hủy được. Ở núi Không Minh chiến lực mà Mộ Dung Nguyên Duệ thể hiện ra mở nhạt, đến ngạo hàn cũng không như vậy. Kẻ gian ngụy quân tử, cửu thiên huyền nữ giỏi nhất là giả ngu. Cô ta dám để lộ ra nhất pháp song tương, rõ ràng cô ta ít nhất đã ngưng tụ ra 2 pháp thân rồi. Nếu là 3 pháp thân, há chẳng phải chiến lực đã bất phân trên dưới với Tạ Lưu Vân hay sao? Tôi hỏi. Tạ Lưu Vân vẫn mạnh hơn. Uy năng của em hiện tại có thể chiến đấu với 2 pháp thân của cửu thiên huyền nữ, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Tạ Lưu Vân đâu. Thủy Hỏa nói, trong 3 người cầm cờ, anh là do duyên cơ mệnh cách thất sát mà nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ, vậy thì Tạ Lưu Vân rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Em nhìn không thấu được, người có thể mượn kiếm nhập đạo rất ít, đệ tử nhân đạo lại càng ít nữa. Em đến tận hôm nay cũng không thể nghĩ ra được hắn ta là ai. Chỉ là từ bút tích bố trận ở đàm Cửu Long của hắn, phong cách hành sự rất giống với Lý Thuần Phong của nhân đạo. Lý Thuần Phong nào cơ? Chủ nhân của Thôi Bối Đồ, một trong đại đường Song Kiệt, Lý Thuần Phong. Đại đường Song Kiệt là chỉ viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong. Hai người bắt tay viết nên lịch sử loài người, viết thành Thôi Bối Đồ. Viết từ lúc đại đường thịnh thế đến sự xâm lược của liên quân 8 nước, một cách vô cùng chính xác. Viên Thiên Cương sau khi chết đã thăng thiên đến tổ đỉnh nhân đạo, việc này trong đạo tàng có ghi chép rõ ràng. Còn Lý Thuần Phong thì từ sau khi Thôi Bối Đồ xuất thế, đã luôn bặt vô âm tín. Tương truyền rằng ông ta còn lưu luyến không nỡ cắt đứt nhân quả hồng trần, đã luôn ở niết bàn nhân gian truyền sinh. Tạ Lưu Vân là mượn kiếm nhập đạo, Lý Thuần Phong lại là nguyên thần hợp đạo, hai người này không thể nào là cùng một người đi. Tôi hỏi, ai mà biết được chứ, Thôi Bối Đồ có thể nhìn ngó thiên cơ, bản thân Lý Thuần Phong tự nhiên cũng có thể giấu giếm, lừa dối. Thế nhân chỉ biết ông ta đã tạo ra sách lục nhậm âm dương lưu truyền đời đời, ai mà biết ông ta sau này liệu có lại làm ra một bộ lục nhậm âm dương kiếm không? 3000 năm mặt pháp, thật sự là sự nổi dậy của nhân đạo. Không những xuất hiện Trương Đạo Lăng, kiếm tiên Lữ Thuần Dương,
còn có Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Toàn Chân Tổ Sư Vương Trọng Dương, Võ Đang Tổ Sư Trương Tam Phong. Những người này nếu không phải do cơ duyên khan hiếm ở thời đại Mạt Pháp, bất cứ người nào cũng có tiềm năng trở thành thiên tôn cả. Ngược lại, tiên đạo vẫn luôn thủ hộ thiên đình chúng thần trên chiến thắng xưa của họ. Lần này người lãnh đạo vẫn là chuyển thế của Cửu Thiên Huyền Nữ. Còn ma đạo không chỉ sát phá Lang Tam Tinh hội tụ không còn vốn liếng ban đầu, còn mất đi một Lưu Phong thiên tôn, đến số khí cạn kiệt như Giã Tiên cũng muốn đè đầu cưỡi cổ. Sau khi xuống núi, Khương Tuyết Dương triệu tập tướng sĩ các bên mở cuộc họp ở đình nghị sự, thảo luận về việc phát binh đi Nam Cương. Giống như cô ấy từng nói trước đây, binh mà ma đạo có thể dùng tuyệt đối không nhiều. Lần này Thủy Họa chỉ có một mình Từ Âm Ti trở về, không mang về bất cứ đệ tử ma đạo Niết Bàn nào ở thành Chết Oan cả. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 287, Tình Khó Kiềm Nén 2. Việc này có liên quan đến Phật gia. Sau khi cô ấy thức tỉnh túc mệnh, lập tức biết được phá quân luôn ở Âm Ti sẽ đánh chủ ý lên thành Chết Oan. Đến lúc đó có cô ấy thống binh, trong tình huống mạnh bà không xuất hiện, âm sai quỷ tướng của Âm Ti sẽ không thể ngăn cản đệ tử Niết Bàn của ma đạo xuất thành. Cho nên cô ấy mới vội vàng cùng tôi cáo biệt, quay trở về Âm Ti. Sau khi cô ấy trở về Âm Ti, tuy thực lực không thể khôi phục trong một thời gian ngắn, nhưng nếu Thủy Họa muốn mang binh ra khỏi thành thì vạn phần khó khăn. Chỉ cần một sắc lệnh, Âm Ti không biết sẽ có bao nhiêu kẻ quyền thế nguyện ý xuất chiến vì cô ấy đâu. Trên thực tế, nếu cô ấy không nhập thế luân hồi, dựa vào nguồn dự trữ quân lực không, lồ của Âm Ti cũng sẽ không bị nhân đạo ở nhân gian chèn ép nhiều như vậy. Trong trận chiến phong thần, tiên đạo chiếm cứ thiên đình đạt được lợi ích lớn nhất, tiếp đó là Âm Ti. Không biết đã có bao nhiêu vong hồn nhập vào lục đạo luân hồi, khí số của Âm Ti đã tăng vọt đến mức có thể tranh phong với thiên đình. Cũng may, lần hạo kiếp này là tam giới liên đới, trước khi hoàn thành huyết hải phù đồ, Âm Ti vẫn sẽ không can thiệp vào nhân quả của nhân gian. Hơn nữa ma đạo hộ pháp thiên tôn phá quân đã diệt, ma đạo tổ sư đã chết tại vực trả hồn, ngược lại là Âm Ti nợ ma đạo tôi nhiều hơn. Tuy Âm Ti không muốn tà ma căm ghét tất cả sinh linh, nhưng lại là kẻ thù lớn của tất cả người tu hành, cũng là bàn tay ở phía sau giấy lên trận chiến phong thần. Đợi đến lúc thời đại Mạt Pháp kết thúc, bọn họ nhất định vẫn sẽ nhập thế làm kẻ thù của đạo môn. Tu đạo không nhập luân hồi, chỉ điểm này thôi đã định sẵn Âm Ti và đạo môn không đội trời chung rồi. Đạo tổ hứa hẹn xuất 3.000 binh, không biết các vị ai nguyện ý tham chiến đây? Khương Tuyết Dương hỏi. Lời này vừa dứt, các vị chiến tướng ma đạo lập tức đứng dậy yêu cầu được tham chiến. Lưu Phong Vũ đảm nhiệm thủ lĩnh mới của hồ tộc Thanh Khâu, ngay lập tức biểu thị hồ tộc Thanh Khâu nguyện ý xuất ra 3.000 binh tinh nhuệ. Bạch Hà Sầu cũng không hề chảnh mảng mà lo việc nghĩa, nói rằng nguyện ý mang theo 3.000 âm nhân tiến giết núi Không Minh. Ngoại trừ bọn họ, còn có thủ lĩnh tạm thời của thống soái âm hồn, sư mẫu Phụng Lăng Nguyệt của tôi cũng yêu cầu được tham chiến. Bà nói rằng âm hồn không sợ lưu độc của cổ trùng, nhất định sẽ lập kỳ công. Lưu độc của cổ trùng ở núi Không Minh thật sự rất nan giải. Tu hành không đủ thâm sâu mà đi vào núi Không Minh sẽ vạn phần hung hiểm. Phụng Lăng Nguyệt nói không sai, thể trạng của âm linh tuyệt đối có thể bỏ qua lưu độc cổ trùng, nhưng chiến lực của âm hồn có hạn. Núi Không Minh là trận chiến đầu tiên của ma đạo, lần này chúng ta cần đánh ra khí thế của ma đạo. Ta và các ngươi ai ai cũng đều dũng cảm không sợ chết, nhưng trận chiến này ta không chỉ muốn giành chiến thắng, mà còn phải chấn động thiên hạ. Khương Tuyết Dương nói. Ma đạo yếu thế, thiên hạ âm nhân tuy nhiều, nhưng trước đây khi chưa nhìn thấy tiềm năng có thể tái xuất của ma đạo luôn nằm trong trạng thái phiêu diêu. Không giống như ở thời đại hỗn loạn đạo pháp chưa hưng thịnh. Đạo tổ có thể mượn danh nghĩa truyền đạo để tập hợp lòng dân, còn hiện tại đạo pháp vạn vật xuất hiện dư thừa bước vào thời đại mặt pháp. Khó mà mượn danh nghĩa truyền đạo để thu phục lòng dân. Phải hứa hẹn cho họ những lợi ích thiết thực mới được. Ma đạo hiện tại vừa nghèo vừa yếu,
thứ có thể đem ra chỉ có tiềm năng mà thôi. Phải làm cho họ biết được tương lai ma đạo hy vọng có địa vị ngang hàng với nhân tiên hai đạo, thì họ mới phục tùng ma đạo. Không phải là muốn hoàn toàn chinh phục bọn họ, mà là nếu không như vậy, ma đạo sẽ không có chỗ đứng. Vậy thì cái gọi là chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài trong giáp lý tương lai cũng không cách nào thi triển được. Tỉ như mánh khóe của chợ quỷ, nếu như ma đạo kiểm soát thiên hạ, thì nó ắt sẽ bị xóa bỏ triệt để. Nhưng nếu như ma đạo không thể khởi dậy, thì ma đạo làm gì có tiếng nói trong loại chuyện này. Ma đạo không có lòng tranh bá, nhưng nhất định sẽ không từ bỏ giáo lý của mình. Xét cho cùng, ba đạo phong tranh vẫn là vì giáo lý của riêng mình, đạo bất đồng bất tương vi mưu, còn giáo lý vốn là nền tảng của thiên hạ. Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận là Hồ tộc Thanh Khâu cử 20.000 quân tinh nhuệ do Lưu Phong Vũ lãnh đạo. Đệ tử âm nhân ma đạo và âm hồn cử 500 người, âm nhân do Bạch Tham quân thống lĩnh, âm hồn do Thùy Họa kiểm soát. Còn ta thì sao? Sư mẫu của tôi không cam tâm hỏi. Kỳ thực ai cũng có thể nhìn ra được, bà ấy muốn cùng Bạch Hà Sầu xuất chinh. Từ sau khi đến thành Thanh Khâu, tình cảm giữa sư mẫu của tôi và Bạch Hà Sầu đã khôi phục viên mãn. Thực ra trước đó họ vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn, chỉ là do Bạch Hà Sầu không muốn bà ấy biết quá nhiều việc liên quan đến tôi, cũng không muốn bà ấy bị liên lụy vào mà thôi. Người sẽ ở lại thành Thanh Khâu tiếp tục công việc sản xuất giấy của mình, nhân gian đang gặp phải tai họa loạn thế. Mỗi ngày không biết có thêm bao nhiêu âm hồn, những âm hồn này đều đang tìm đến cổ địa Hàn Hoang. Thuật làm giấy ngự quỷ của người là chỗ dựa của ma đạo, nhân tộc đã bị nhân đạo chiếm cứ quá lâu rồi. Chiến lực lớn nhất của chúng ta trong tương lai chính là đến từ âm linh quỷ mị đấy. Được, sư mẫu nhận lời. Sau khi sư mẫu đến Hàn Hoang, đã bắt đầu dạy những nữ tử chân yếu tay mềm của Hồ tộc Thanh Khâu thuật làm giấy để ngự quỷ, tạo cho những âm hồn đến Hàn Hoang một chốn dung thân. Âm hồn không quản đường xa đi từ Trung Nguyên Phúc Địa đến Hàn Hoang, bản thân vốn có tâm trí vô cùng mạnh mẽ. Sau khi có người giấy làm âm thân, chiến lực thậm chí còn mạnh hơn cả Bạch Quỷ Nguyên Thân. Quỷ binh của ma đạo tôi hiện tại không hề thua kém âm binh mượn đường mà tôi gặp lúc trước. Đêm đến, tôi cùng Thùy Họa về phòng nghỉ ngơi. Nến đỏ lập lòe, làm tăng thêm vài phần bầu không khí khuê phòng. Từ lúc thành hôn, chúng tôi gặp nhau thì ít, chia xa thì nhiều, số lần chung giường đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói đến chuyện mây mưa, ngay cả thân thể thiếu nữ mềm mại dưới lớp áo giáp nặng nề của cô ấy tôi cũng chưa từng chạm vào. Thùy Họa cũng nhận thấy tâm ý của tôi, áo giáo nặng nề vẫn chưa được mở, mặt cô ấy liền đã đỏ ửng. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là ôm nhau ngủ, chỉ cho phép tay tôi tùy ý, không được phép vận động. Khi hỏi nguyên do, câu trả lời là, em và anh chưa chứng đắc thiên tôn, trước khi có đạo thể, âm dương khác biệt. Đây không phải cố ý đẩy tôi ra xa, bởi vì bản thân cô ấy cũng đang có dáng vẻ phong tình khó kiểm soát. Tôi là thuần dương nhập đạo, cô ấy là thuần âm nhập đạo, lúc này âm dương giao hợp sẽ phát sinh biến hóa khó lường. So với lúc tôi không có tu đạo trước đây vẫn quá hung hiểm. Thiên tôn có thể tu đạo thể, có đạo thể rồi sẽ không còn cấm kỵ âm dương nữa. Anh có phải đã hối hận khi cưới em rồi không? Thủy Họa dựa vào ngực tôi hỏi. Sao có thể hối hận? Nói rồi tôi đưa tay vào sâu trong ngực cô ấy, trêu chọc làm cô ấy không dám mở mắt nữa. Có đủ loại túc mệnh, đủ loại nhân quả, không biết tu bao nhiêu năm mới có được đoạn duyên phúc này với Thủy Họa. Cho dù chỉ là một hơi thở, một ý nghĩ, một sợi tóc, lòng tôi đều cảm thấy vui vẻ vô cùng. Yêu cô ấy sâu đậm, sâu đến không thể đo lường. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 288, Túc Mệnh Tương Phùng 1. Tuy rằng Tạ Lưu Vân nói kỳ hạn là 3 tháng, nhưng chúng tôi đều biết rằng cứ kéo dài thêm một ngày thì trong núi Không Minh càng thêm một phần hung hiểm. Do đó, 3 ngày sau chúng tôi đã đem quân rời khỏi thành Thanh Khâu tiến đến Nam Cương. Lúc này nhân gian đã thiên tai khắp nơi, chỉ có vùng Trung Nguyên Phúc Địa là vẫn có thể duy trì thế cân bằng trước đó, nhưng lòng dân vẫn hoảng loạn.
Các thành thị ở quan ngoại đã mất vẻ phồn hoa trước đây, dã tiên hoành hành ngang ngược, giữa ban ngày ban mặt đi đâu cũng có thể bắt gặp kẻ ác quỷ giả danh Bồ Tát. Đặc biệt là ở vùng biên giới núi Trường Bạch, chúng tôi thậm chí còn bắt gặp Hoàng Bì Tử Tiên chưa hóa hình người mặc quần áo của con người, dắt một người phụ nữ vừa quỳ vừa bò mà đi. Ở nông thôn nằm sâu trong núi, người dân phải quỳ bái yêu tộc, làm nô lệ để mà sống. Cho dù như vậy, thỉnh thoảng vẫn có người sống bị hiến tế, cống nạp cho sói, hổ, báo để thỏa lòng tham của chúng. Ngạo Hàn kiểm soát đại miếu nhưng lại không hề đóng góp gì trong việc quản lý lũ dã tiên, lúc Hồ Tam Thái gia tại vị. Yêu tộc cũng không hung hăng ngỗ ngược như vậy, đổi lại bây giờ là hắn, người còn không bằng chó, đến tôn nghiêm của loài người cũng không có. Từ Hàn Hoang đến Sơn Hải Quan, những gì chứng kiến trên đường đi đã khiến tôi sát cơ ngút trời. Tôi không nguyện ý nhìn yêu tộc đội lốt thú, càng không nguyện ý nhìn muôn thú nô dịch bắt nạt con người. Gặp là phải giết. Cũng như tôi, Thủy Họa liền muốn đem theo 3.000 đệ tử ma đạo tiến giết đại miếu. Người niệm công đức thì ít, đa số là kẻ muốn thỏa mãn bản năng dã thú. Giáo điều cho dã tiên ở đại miếu là vô ích, sự thật là chúng nên bị giết. Chỉ tiếc là hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để khai chiến với dã tiên. Núi Không Minh mới là đại động của đại yêu, không giải quyết được cổ ma Bạch Lý Xuân Thu, chỉ có thể tạm thời để dã tiên ở quan ngoại tác quái, mang 3.000 đệ tử ma. Đạo hành quân, nếu như không ngự kiếm phi không, thì cho dù chúng tôi hành quân xuyên đêm, cũng phải mất 7 ngày mới đến biên cương Nam Cương. Không giống lần trước, lần này đạo môn xuất binh khoảng 10 vạn, cả nước chấn kinh. Cho dù diệt thế hạo kiếp có đạo môn ứng kiếp, nhưng ở bốn phía biên giới Nam Cương thập vạn đại sơn tôi vẫn nhìn thấy một số lượng lớn người tục thế tập hợp lại. Có quân nhân, bác sĩ, người dân thường, kiểu người nào cũng có. Họ đặt kỳ vọng lớn vào đạo môn chúng tôi, không quản nguy hiểm đi đến Nam Cương, chính là để tiễn đệ tử đạo môn. Nhìn thấy ánh mắt háo hức mong chờ của bọn họ, lòng tôi nặng trĩu cảm giác sứ mệnh. Thế nhưng đến khi đệ tử ma đạo chúng tôi hiện thân, vẫn dấy lên một màn nhốn nháo. Bởi vì trên cờ hiệu của chúng tôi viết một chữ M.A. mà ma đạo đã biến mất khỏi nhân gian rất lâu rồi. Bọn họ không biết trên thực tế ma đạo chúng tôi cũng là một trong 3 nhánh lớn của đạo môn, mà lại đối đãi với chúng tôi như đối đãi với tà ma. Đặc biệt là khi 500 quỷ binh dưới trướng Thủy Họa xuất hiện, càng khiến cho dân chúng khủng hoảng. Thấy như vậy, trong lòng tôi thở dài một trận. Có trách chỉ trách ma đạo biến mất ở nhân gian quá lâu, người trong thiên hạ đã quên đi giáo lý của ma đạo rồi. So với lối cai trị theo cách vô vi của nhân đạo, phân cấp bậc cao thấp như tiên đạo, chỉ có chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài của ma đạo chúng tôi mới là phù hợp nhất với xã hội trước kia. Trên thực tế, 3.000 năm thời đại mạt pháp, cho dù ma đạo không tại thế, nhưng giáo lý vẫn không hề ngừng sinh sôi nảy nở. Chỉ là so với pháp luật mọi người bình đẳng, giáo lý của ma đạo chúng tôi càng rộng lớn hơn, bao gồm cả lục đạo, thậm chí là cả tam giới. Cơn khủng hoảng do ma đạo dấy lên rất nhanh đã lắng xuống, bởi vì Tạ Lưu Vân đã nhanh chóng an bài các đạo thống lớn bác bỏ tin đồn xấu cho ma đạo. Nói rằng M.A này không phải M.A kia, là một nhánh của đạo môn. Ngoài người tục thế gia, biên giới của Nam Cương thập vạn đại sơn còn tụ họp hàng vạn âm nhân, thầy trừ tà, Chu Hữu Khả, tiên sinh hai ngón, người làm giấy, thần bà thần hán. Quy mô vượt xa Tiết Hạ Nguyên năm đó ở Đàm Cửu Long. Tôi biết rằng trong bọn họ nhất định có đệ tử ma đạo, chỉ là trước khi nhìn thấy tia hy vọng ma đạo tái xuất. Họ thà rằng chấp nhận bị nhân đạo và tiên đạo đàn áp, cũng không nguyện ý một lần nữa quy nhập cánh cửa ma đạo. So với 30.000 đại quân của nhân đạo, tiên đạo, dã tiên, 3.000 đệ tử ma đạo chúng tôi, rõ ràng lại làm họ thất vọng rồi. Bọn họ không thể hiện ra mặt, cho dù thiên hạ âm nhân đều biết tôi là ma đạo tổ sư, Thủy Họa là phá quân, cũng không hề có ai bước đến kính lễ với bọn tôi cả. Cũng không phải tất cả mọi người đều im lặng, cuối cùng lúc tôi đứng trong đại quân tiến vào thập vạn đại sơn, có một thần bà lên tiếng gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, đó lại là vị thần bà của Tiểu Vương Trang, chính là Vương Trang bị Tiểu Phương náo loạn mà chết trên bờ. Đạo tổ, thiên hạ âm nhân đều đang nhìn người,
ma đạo có thể tái xuất hay không, trận chiến này là vô cùng quan trọng. Thần bà nói với tôi. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 289, Túc Mệnh Tương Phùng 2. Bà ấy nói xong, tôi bèn quay người muốn rời đi. Nào ngờ thần bà đột nhiên lớn tiếng la lên, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, thần bà Vương Ngọc Lan xin được tiễn biệt đạo tổ. Thần bà niệm xong câu này, liền hướng tôi quỳ xuống, đỡ cũng không chịu đứng lên. Không biết là do nhận được sự cảm hóa từ bà ấy, hay những đệ tử ma đạo đang ẩn mình trong thiên hạ âm nhân nhớ lại những tháng ngày vinh quang của ma đạo trước kia nữa. Tôi thấy người người nối nhau hướng tôi mà quỳ xuống, hô lên câu nói y hệt như thần bà khi nãy. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Tuy tâm ý của họ không đủ kiên quyết, nhưng tôi vẫn nhìn thấy từ trong mắt họ sự thật tâm mong chờ và hy vọng. Nếu nói trong chúng sanh ai là người hy vọng nhìn thấy ma đạo tái xuất nhất, e là chỉ có họ thôi đó. Ai cũng sẽ có lúc yếu lòng, niềm tin lung lay. Điểm này tôi không hề trách họ, muốn trách chỉ trách đạo tổ tôi đây đã không trao hy vọng cho họ mà thôi. Đảo Kim Ngao bị chìm, ma đạo 3.000 năm không xuất hiện, phá quân, Tham Lang ở kiếp cuối cùng mới cùng thất sát tương phùng. Về điều này, tôi có thể nói gì đây? Tôi chắp tay với họ, xoay người tiến vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, vừa đi vừa niệm, ngũ hành tùy ngã nhâm ý du, Tây Hải chúng sinh giai hữu duyên. Mãn quan hùng đạo chân như thiết, vô danh cung nội tấn tiện ngôn. Ý nói, ngũ hành theo ta mà đi, chúng sinh ở Tây Hải đều là có duyên phận, mãn quan hùng đạo chắc như sắt thép, có những lời tốt đẹp trong cung điện vô danh. Sau khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, hành quân không hề dễ dàng như ở nhân gian. Rắn độc khắp nơi, nghiến răng hút máu, càng chướng khí mịt mù hơn, lưu độc của cổ trùng. Lần này ma đạo xuất quân, hầu như đã cạn kiệt tất cả vật tư. Bình tuyết phách thanh linh đan mà tôi mang về cũng đã được Khương Tuyết Dương sau khi phân giải làm thành vô số viên thuốc giải độc rồi. Nó rất hữu ích, còn được cô ấy đặc biệt khen ngợi một phen. Đan dược hiện giờ của ma đạo đều là do Khương Tuyết Dương mang về lúc cô ấy rời khỏi toàn chân giáo. Ngoài ra, hàn hoang sản xuất cực kỳ ít, không đủ cho tộc nhân ở Thanh Khâu sử dụng. Ma đạo gấp gáp muốn xuất thế, cũng có liên quan đến việc này. Sản địa tiên dược linh đan ngày nay đều bị nhân tiên hai đảo, cũng như dã tiên chiếm cứ, đặc biệt là dã tiên, bọn chúng chiếm núi Trường Bạch, là nơi phong thủy bảo địa. Tiên thảo linh dược tuy không thể sánh với Côn Lôn, nhưng vẫn dồi dào so với nhân đạo. So với nhân đạo, tiên đạo, dã tiên, ma đạo chúng tôi tuy gấp rút lên đường, nhưng cũng chính là bên cuối cùng đến nơi. Đến muộn cũng có cái lợi của đến muộn. Trên đường hành quân đến núi Không Minh, thứ chúng tôi thấy đa số đều là xác chết của yêu thú và cổ trùng, đến lưu độc cũng đều bị quét sạch. Trước núi Không Minh, ba bên đã kết trận đóng quân xong. Chỉ trở lại cho ma đạo một chỗ xa nhất, nước xung quanh bốc mùi hôi thối, làm cho A Lê thường xuyên phải cau mày. Thật ra lúc đến Khương Tuyết Dương đã trách tôi, không nên mang theo A Lê đến đây. A Lê là con át chủ bài của chúng tôi, mũi tên của tiểu nha đầu này không ngừng tiến bộ, hoàn thiện thần tốc. Sẽ là điều cấm kỵ nếu để người khác nhìn thấy thần tiễn hiện tại của cô bé. Tôi bất đắc dĩ đã đáp ứng Tạ Lưu Vân trước rồi. Thân là đạo tổ không thể vô cớ thất tín được. Vừa ổn định xong, Tạ Lưu Vân đã phái người mời tôi đến quân trại của hắn. Được mời còn có Thủy Hỏa, A Lê và Bạch Hà Sầu nữa. Bốn người bọn tôi nhất định không cùng đi hết. Cuối cùng là tôi và Thủy Hỏa đến điểm hẹn. Trong quân trại của Tạ Lưu Vân, có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Hứa Tấn của Phủ Thiên Sư, trưởng giáo của bốn đạo thống lớn khác, cũng như chín vị đệ tử hộ pháp của nhân đạo. Ngoài người của nhân đạo, cung chủ giao trì của tiên đạo cũng tự mình đến, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng có mặt, còn có vài vị nửa bước thiên tôn của tiên đạo nữa. Trong dã tiên, có Băng Long Ngạo Hàn, Xà Tiên Liễu Như Thị, Hoàng Tiên Hoàng Nhị Đại Gia, Khôi Bà Bà và những thủ lĩnh khác cũng nằm trong danh sách. Lúc tôi và Thủy Họa bước vào, mọi người đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi, bày ra nhiều biểu tình khác nhau. Người có danh cây có bóng,
phá quân của ma đạo quay về từ âm ti, ai dám khinh miệt. Đến mức tôi mặc dù mang danh là ma đạo tổ sư, sức ảnh hưởng vĩnh viễn không thể bằng thủy hỏa. Trong những người này, có vài người đã từng gặp qua thủy hỏa, cũng có những người đây là lần đầu gặp cô ấy. Tỷ như người cầm cờ hiện tại của Côn Lôn, Mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy là lần đầu gặp mặt thủy hỏa. Lúc cô ấy đến trận chiến đàm Cửu Long thì thủy hỏa đã tẩu thoát rồi, lần này mới là lần đầu hai người họ chạm mặt. Mộ Dung và thủy hỏa, kẻ thù vận mệnh một khi tương phùng, ánh mắt của mỗi người đều khóa chặt trên người đối phương. Trong một thời gian, trong quân trại của Tạ Lưu Vân dâng trào sát khí. Hắn nhất định đã đoán ra thân phận của Mộ Dung, ánh mắt không ngừng nhìn hai người. Chỉ là, cho dù là hắn đi nữa cũng không dám quấy nhiễu sự tương phùng túc mệnh giữa hai người. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 290, Âm Cực Sinh Sát 1. Mộ Dung Nguyên Duệ mang mặt nạ đồng băng lãnh, biểu cảm trên mặt bị che khuất, nhưng biểu tình trong đôi con ngươi kiến thủy thu đen trắng rõ ràng của cô ấy, hàn ý ngút trời. Thủy hỏa đầu đội lông chim chỉ, áo giáp nặng đen như nước, tay cầm cán đao. Mặc dù quân uy chưa phân rõ, nhưng dấu vết của sát khí từ trong túc mệnh vẫn làm sao động nhân tâm. Có những người sinh ra đã là tướng, được sinh ra là để chiến đấu. Phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo, cửu thiên huyền nữ của tiên đạo. Cả hai đều là nữ tử, song ở trận chiến phong thần, hai người tỏa sáng muôn phương. Nghìn năm sau, thế nhân vẫn cảm thán vô tận khi nhắc đến húy danh cấm kỵ của họ. Không phải tất cả mọi người trong quân trại đều biết lai lịch thật sự của Mộ Dung Nguyên Duệ, nhưng điều này không ngăn cản việc cả hai trở thành tiêu điểm. Hóa ra ngươi chính là Hoàng Hà Nương Nương ở đàm Cửu Long. Mộ Dung Nguyên Duệ lên tiếng trước phá tan sự im lặng. Thì sao? Thủy họa kiệm lời như kiệm vàng. Ha ha! Mộ Dung Nguyên Duệ quét mắt về phía tôi, cười lạnh một tiếng rồi không nói nữa. Từ lúc chúng tôi bước vào, Liễu Như Thị và những người khác luôn dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn tôi và thủy hỏa. Trận chiến hàn hoang trước đây không lâu, chúng tôi còn binh kiếm gặp nhau, giết nhau đến nỗi trăng máu hiện hình, máu chảy đầy đất, hôm nay lại hội tụ cùng nhau, liên thủ tác chiến. Không chỉ giữa tôi với dã tiên có thù, người của nhân đạo, tiên đạo cũng cực kỳ cấm kỵ với chúng tôi. Không khí trong quân trại nhìn thì có vẻ hài hòa, nhưng thực tế sát khí thâm sâu không kém gì núi Không Minh. Hôm nay bốn bên quy tụ, chỉ để đối phó với cổ ma Bạch Lý Xuân Thu, tất cả ân oán gác sang một bên nhé. Tạ Lưu Vân nói, núi Không Minh có 72 đỉnh, ngoài đỉnh thứ ba có cổ vương nghìn mắt đã bị quét sạch ra, vẫn còn 71 đỉnh cần phải tiêu diệt. Trong 71 đỉnh còn lại không chỉ có cổ trùng gây họa, còn có yêu thú tà ác bị kiểm soát bởi ý chỉ cổ ma hội tụ. Có những yêu thú chiến lực của chúng thậm chí không hề kém cạnh thủ lĩnh của giá tiên. Cổ vương ở 71 đỉnh kia ai ai cũng có chiến lực nửa bước thiên tôn, đỉnh cao hợp đạo thì vô số, cảnh giới nguyên thần lại càng khó đếm xuể. Chỉ cần chiến lực của một đỉnh thôi, đặt ở nhân gian cũng đã là sự tồn tại của một siêu cấp đại đạo thống rồi. Nếu muốn càn quét toàn bộ 71 đỉnh, đạo môn tuy có 10 vạn đại quân, nhưng đó cũng sẽ là một cuộc chiến gian truân. Muốn tiến hành sắp xếp một cuộc tác chiến tỉ mỉ, phải đưa ra tất cả pháp bảo, pháp trận, bùa chú, thần binh mới được. Mấu chốt là chúng tôi không thể thua, nếu như để cổ ma Bạch Lý Xuân Thu tập hợp được ma thể, trong tình huống thiên tôn không xuất hiện, thì không ai có thể ngăn cản được hắn đâu. Cho dù là ngưng tụ lòng dân, liều mạng chiến đấu, thì thương vong nặng nề cũng không phải là điều mà đạo môn có thể chịu được. Năm đó Lưu Phong thiên tôn rơi xuống, sao rơi như mưa, chấn động toàn bộ đạo môn. Còn trận chiến hàn hoang khi ấy, thiên tôn ở phương đông của ma đạo tôi chỉ mới triển lộ thần niệm đã làm kinh sợ dã tiên, 70 đại quân không dám hành động. Ở Huệ Tề Quán, lúc Khương Tuyết Dương mời thần nhập thân, không ai là không biến sắc cả. Đó chính là uy nghiêm của thiên tôn không thể hổ thẹn. Trong cuộc chiến phong thần, thiên tôn tham chiến tuy nhiều, nhưng cũng không hề ra tay với binh chủng chiến lực cấp thấp.
nhiều nhất cũng chỉ mượn phân thần tham chiến, hoặc là sẽ chĩa mũi giáo ra tay với những người có chiến lực đỉnh cao nửa bước thiên tôn thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, các bên đều có thiên tôn, người ra tay với đệ tử bình thường, ta cũng sẽ ra tay với các ngươi như vậy. Nhưng nếu như Bạch Lý Xuân Thu tập hợp được ma thể, có thể hắn sẽ không kiêng kỵ như vậy. Đừng nói hắn sẽ ra tay với đệ tử cấp thấp của đạo môn, ngay cả bách tính phàm tục cũng nằm trong sát tâm của hắn. Thế nào là ma quỷ? Không có điều kiêng kỵ, không từ thủ đoạn, bóp méo mọi quy luật, hủy diệt mọi lý tính mới có thể gọi là ma quỷ. Mọi sự lương thiện và đẹp đẽ phải bị xóa sạch, tất cả mọi sự tà ác méo mó đều nằm dưới trướng nó, đó mới là bản chất của ma quỷ. Lần này đại quân bốn bên nhìn vào thì nhiều người, nhưng nửa bước thiên tôn cũng không quá 30 vị, quá nửa trong đó đều là người của tiên đạo. Nhân đạo chiếm 10 người, giã tiên sau khi vận khí tăng vọt cũng có thêm 3 nửa bước thiên tôn. Chỉ riêng ma đạo chúng tôi là chỉ có duy nhất Thủy Hỏa là đã thăng đến nửa bước thiên tôn. Tên của A Lê không nằm trong phạm vi đo lường tu vi của đạo tàng, còn tôi tuy sở hữu chiến lực của nửa bước thiên tôn, tu vi chỉ thuộc phạm chủ cảnh giới hợp đạo mà thôi. Hơn nữa so với 30.000 đại quân mà 3 bên bọn họ đưa ra, ma đạo chúng tôi chỉ có 3.000 đệ tử, nhìn thoáng qua cũng thấy được ai mạnh ai yếu rồi. Núi Không Minh có kết cấu rừng đá, các đỉnh núi độc lập với nhau, không nên chia quân ra để tác chiến, chỉ có thể mở từng chiến tuyến một, từ từ lập sách lược. Vực sâu huyết luyện nằm ở nơi cuối cùng của 72 đỉnh, cho nên trước khi muốn phá hoại nghi thức cúng tế đánh thức cổ thần tông, phải đem 72 đỉnh toàn bộ quét sạch. Các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.